Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại vừa mới mua về được một chiếc xe ở cái phân khúc hạng B sedan đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó chính là chiếc xe Honda City. Đây là một trong những chiếc xe của thương hiệu nổi tiếng này, rất được ưa chuộng tại Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Rất nhiều các mẫu xe, ví dụ như là Toyota Vios này, Toyota Altis này, Honda City, Honda Civic, đấy là những cái mẫu xe mà đã đi vào truyền thống, đi vào lòng người của người Việt Nam mình rồi ạ. Đấy, thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Honda City. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, model là 2018 rồi quý vị và bạn nhé. Đây là cái model của 2018 rồi. Model 2018 nó khác mới model của năm 2016. Đấy, đó là chính là từ những cái là la răng nó khác này, rồi khóa thông minh, đề nổ start top đầy đủ rồi ạ. Chiếc xe này được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 42 km rồi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh chiếc xe này để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này nhé. Chiếc xe này được trang bị là một cái màu trắng quý vị và các bạn ạ, màu trắng ngọc trinh đấy ạ, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này phải nói là rất là mới ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, model của 2018 rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy, model của 2018 là nó khác rất là nhiều những chiếc xe model trước đó nhé. Quý vị và các bạn nhìn vào cái la răng này là đã thấy này, la răng đúc phiên bản mới đây quý vị các bạn ạ, la răng đúc này và khóa thông minh, đề nổ start top form mới quý vị các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản CD CVT thôi quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp ạ, bên ngoài là rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết là không bị tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha này rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đèn pha này là cũng nguyên bản này, chúng tôi chưa có đánh bóng gì đâu ạ. Đấy, bên dưới là có cả đèn gầm rồi. Nhìn về cái phần đầu này, nhìn tổng thể về cái phần đầu rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là cái form mới rồi quý vị các bạn nhé. Gương chiếu hậu cũng được tích hợp xi nhan trên gương và là gương gập điện rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, la răng đúc mặt phay rất là đẹp. Khóa thông minh, đề nổ start top và bấm tay mở cửa đây ạ. Bấm tay cả cánh bên lái và cánh bên phụ luôn. Tay nắm chrome rất là đẹp. Chắc là quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về những chiếc xe Honda City thì là quý vị và các bạn cũng đã tìm hiểu kha khá trên thị trường. Chắc chắn là quý vị và các bạn cũng đã biết về một số cái option của chiếc xe Honda City rồi, đúng không ạ? Đấy, đây là cái cụm đèn hậu đấy ạ. Tôi giới thiệu về thứ nhất là về chất lượng và cũng giới thiệu thêm một số cái option để cho quý vị và các bạn nào mà chưa biết thì có thể tham khảo ạ. Chiếc xe cũng đã được trang bị là đầu DVD, màn hình, camera lùi. Đây, camera lùi đây quý vị bạn nhé. Và bên dưới là có cả cảm biến lùi. Cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi. Rất là phù hợp cho những cái người nào mà mua xe lần đầu, tức là mới lái xe đấy. Kể cả là chị em phụ nữ lái xe là cũng yên tâm nhé, vì có cả camera lùi kết hợp với cảm biến lùi để phụ mình trong những cái lúc lùi rồi đấy ạ. Cụm đèn hậu rất là mới, rất là đẹp luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây, đây là cái cụm đèn hậu ấy. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được hơn 4 vạn km thôi. Sản xuất năm 2017. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp cả camera hành trình rồi quý vị bạn nhé. Đấy, nhìn đằng trước là quý vị và bạn thấy được là đã có cả camera hành trình đầy đủ rồi ạ. Về cái phần ngoại thất bên ngoài thì chỉ như vậy thôi quý vị và các bạn ạ, không có xước sát gì đâu ạ. Rất là đẹp, rất là mới. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng yên tâm, không phải làm cái gì nữa đâu. Về che mưa chủ xe cũng đã dán sẵn rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe này nhé.
bước vào cái khoang nội thất. Đầu tiên là chúng ta mở cái cánh cửa bên lái này ra. Đây quý vị các bạn này, đây là cái phần bấm tay để mở cửa nhé. Và chiếc xe này chúng tôi mua về nó cũng có một số điểm này, nó xước sát nhỏ thôi ạ. Xước sát rất là nhỏ, phải nhìn sát vào mới thấy quý vị các bạn ạ. Đấy, mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần keo chỉ ạ. Keo chỉ của cái cánh cửa bên lái đây ạ. Chúng tôi cam kết là keo chỉ này nguyên bản hết này, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. Rất là đẹp luôn. Đấy, táp bi cửa này. Xe cũng đã được trang bị lên nội thất da, và cái ghế da này kết hợp giữa màu đỏ và màu đen rất là nổi, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và nó phù hợp với tất cả độ tuổi, tất cả các độ tuổi đều hợp ạ. Những cái người từ thanh niên cho đến những người trung tuổi trở lên thì cũng rất là hợp với cái màu này. Và Honda City thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ, đã được trang bị rất là nhiều option. Đây là ví dụ như là chống trơn trượt này, cảm biến lùi này, gương chiếu hậu, đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu này, gương gập điện này, cái con này. Đấy. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này, đây là lên xuống kính này. Vô lăng, đây là cái vô lăng nguyên bản của xe nhé quý vị các bạn này. Nếu như chạy nhiều hay là chạy ít, chúng ta có thể xem qua về cái vô lăng này. Quý vị các bạn cũng đã biết là nếu chạy nhiều thì vô lăng nó sẽ bóng, nó sẽ mòn. Vì những chiếc xe Honda City là đều không được khâu da, nó là vô lăng này này, cho nên không thể khâu được lại da được quý vị bạn nhé. Và vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển. Đây là chỉnh volume này. Bên dưới này điện thoại rảnh tay trên vô lăng này. Bên này là cruise control. Đấy, đây là cái nút cruise control này, là một cái chức năng mà ở Honda City, một cái phân khúc xe hạng B mà đã được trang bị rồi quý vị bạn nhé. Rất nhiều xe ở cái phân khúc hạng C, hạng D của các hãng khác chưa chắc đã có cái cruise control này. Cruise control này tức là cái kiểm soát hành trình ga tự động. Đấy, đi đường trường là chúng ta sẽ cần những cái này rất là nhiều đấy. Và sang số thể thao trên vô lăng đây ạ. Đây là cái sang số thể thao trên vô lăng đây ạ. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng đã được có rồi. Phần khúc B mà chiếc xe này đã được trang bị đầy đủ hết rồi đấy quý vị bạn nhé. Đấy. Và chiếc xe được sản xuất năm 2017. Đấy, hay là còn gọi tắt là sổ 2017 đấy quý vị và bạn ạ. Tôi quay sát lại cho quý vị bạn cùng xem đây nhé. Đấy, sổ năm 2017 này. Sản xuất năm 2017, đăng ký năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và đặc biệt là chủ xe này rất là cẩn thận đấy quý vị các bạn này. Đã lót bộ lót sàn 5D. Đây là cái bộ lót sàn 5D đây quý vị bạn nhé. Đấy, đây là cái bộ lót sàn 5D này. Lót sàn 5D mà chủ xe cũng đã lắp. Đấy. Rất là đầy đủ rồi, rất là đẹp. Đây là cái ốc bản lề, cánh cửa sau bên lái đây ạ. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây quý vị các bạn có thể xem qua kể về những cái phần trần này. Tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem rất là chi tiết đấy ạ. Đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần keo chỉ đã này. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, cái này là nó bẩn thôi này quý vị và các bạn này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Keo chỉ nguyên bản này. Nội thất rất là mới này. Đằng sau này. Nội thất ghế da sau. Quý vị các bạn thấy nó rất là mới, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, và lại một cái điều đặc biệt nữa mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Ở cái phân khúc hạng B thì Honda City cũng đã được trang bị cả cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Mà ở rất nhiều các hãng khác hạng B này không có ạ, kể cả phân khúc hạng C. Nhưng mà nhiều xe cũng đã không được trang bị cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau nữa đâu quý vị và bạn nhé. Đấy. Đằng sau này cũng rất là rộng, ngồi rất là rộng quý vị các bạn ạ. Trong phân khúc hạng B thì những chiếc xe như Honda City này là ngồi tôi cảm thấy là cá nhân của tôi thì tôi đánh giá là rất là rộng rãi và thoải mái ạ. Đấy. Phần nỉ trần đây quý vị bạn này, trần rất là sạch nhá. Nếu như chạy nhiều hay là chạy ít hay là chạy dịch vụ thì cái trần nó không được đẹp như thế này đâu ạ. Chiếc xe này nè, tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn là tôi mua của một cái anh chủ xe này, là gia đình anh bán hàng online, bán hàng đồ gia đình, đồ tiện ích gia đình. Anh đến đổi xe, anh mua cái xe Outlander và anh để lại chiếc xe này cho chúng tôi lại bán tiếp chiếc xe này ạ. Đấy, cho nên là chiếc xe này rất là đẹp đây ạ. Tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem đồng hồ công tơ mét này. Đấy, chiếc xe đã lăn bánh được
hơn 4 vạn km rồi quý vị và các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy. Khóa thông minh, đèn nổ start top đây quý vị và các bạn nhé. Đã có đèn nổ start top. Start top ạ. Đấy, vô lăng cần số này. Tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Nhìn về cái phần nội thất này thì rất là đẹp rồi. Đấy. Những chiếc xe Toyota hoặc những chiếc xe Honda thì cơ bản là cái nội thất với option của nó cũng đơn giản thôi ạ. Không có cái gì cầu kỳ, không có cái gì phức tạp như những các xe khác của Hàn Quốc chẳng hạn. Thì những cái xe của Hàn Quốc thì thiên về cái phần option nhiều hơn. Tiếp theo thì tôi cũng cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau nhé. Đây là cái cốp sau, tôi sẽ mở cái nắp cốp sau này lên. Cốp sau đây ạ. Đó. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần keo chỉ nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả từ cái phía sau này, cho nên là nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, cái phần cốp sau cũng rất là rộng rãi quý vị các bạn ạ. Ở cái phân khúc hạng B mà lại xe sedan cho nên là cái cốp sau rất là rộng, chứ nếu như hạng B mà hatchback thì là cốp nó không rộng đâu ạ. Đấy. Và đây là cái phần lốp sơ cua đây nhé quý vị bạn ạ. Lốp sơ cua và cái khoang chứa lốp sơ cua. Đấy, quý vị và các bạn mua những chiếc xe mà xem nó có bị đâm đụng hay không thì quý vị và các bạn có thể xem qua về cái phần đuôi này, phần phía sau này ạ. Đấy là quý vị và các bạn có thể biết được đâm đụng hay va chạm gì không, đã làm gì chưa. Đấy, chúng ta có thể xem đấy là biết hết đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa phía sau bên phụ nhé. Tôi sẽ mở cái cánh cửa này ra. Đó, đây là những cái phần keo chỉ đây quý vị các bạn này. Keo chỉ còn nguyên bản này ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết. Táp bi cửa này cũng rất là mới, rất là đẹp. Ốc bản lề cánh cửa này. Riêng về Honda người ta đánh dấu rất là kỹ những cái ốc nhá, ốc nào cũng có vết chấm quý vị và bạn ạ, không phải xe nào cũng vậy đâu. Xe Honda, riêng về xe Honda thì đều có những vết sơn hay còn gọi là vết sơn 7 màu ạ. Kể cả cái phần động cơ, lát nữa thôi cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy. Đây là cái phần nội thất đằng sau này. Rất là mới, rất là đẹp, và chủ xe thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Chủ xe cũng đã rất là cẩn thận ốp bậc cửa inox này. Lót sàn 5D đằng sau đủ hết cả rồi quý vị và các bạn ạ. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa trước bên phụ này ra. Cửa trước bên phụ cũng đã được bấm tay mở cửa đây ạ. Rất thông minh. Đầu tiên thì quý vị và các bạn cũng đã đi xem cái phần keo chỉ đấy ạ. Vì là tất cả các chi tiết ở trên xe, từ tai, từ cabo, cốp sau, cánh, các cánh cửa đều có keo chỉ hết nhé. Xung quanh đều có keo chỉ hết này. Về Honda này thì keo chỉ kín luôn cả cái cánh luôn đấy ạ. Nếu như mà đâm đụng hay là bị va chạm gì cả là nó sẽ mất keo, mất zin luôn đấy ạ. Tôi quay rất chi tiết, tôi quay rất kỹ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Còn rất là đầy đủ luôn đấy ạ. Ốc bản lề, các thứ là còn nguyên hết quý vị và các bạn ạ. Đấy, ốc bản lề này còn nguyên chấm sơn này. Đấy, và bên này thì sàn da 5D đây quý vị bạn ạ, sàn 5D này rất là đẹp rồi. Đây đủ hết cả luôn. Táp lô rất là mới này. Chiếc xe này cũng đã được trang bị camera hành trình rồi quý vị các bạn nhé, có camera hành trình. Đấy, đầu màn hình đầy đủ giải trí, hệ thống giải trí đầy đủ, không còn thiếu một cái gì đâu quý vị và bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Ốc bản lề cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Cũng còn rất là đẹp. Honda City. Đấy. Ốp inox bọc cửa đấy. Ốp inox bọc cửa này là chống xước, chủ xe cũng đã rất là cẩn thận đấy ạ. Sau đây là cái phần đặc biệt nhất mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn. Chắc hẳn là ai đi mua xe cũ cũng rất quan tâm đấy ạ.
ai đi mua xe cũ cũng đều nói với tôi rằng là tôi chỉ quan tâm đến chiếc xe này có bị ngập nước hay không thôi. Đấy, thì chiếc xe này thì khoan nói về cái vấn đề ngập nước hay là về va chạm gì đã, thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo này, xem nó đã còn nguyên bản hay không đã nào. Đấy, đây là cái phần ốc cabo này, ốc chân cabo bên trong này còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn đây ạ. Đến từ những cái tem ở cabo này cũng còn nguyên hết đây quý vị và bạn này. Chưa có vết bóc nhá. Nếu bóc ra là sơn là nó sẽ đều có vết. Dán lại không bao giờ dán lại được như này quý vị và bạn ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết này. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, ốc cabo nguyên bản này. Rồi đến những cái ốc tai quý vị và bạn nhé. Đây là cái ốc chân cabo này. Sau đó đến những cái ốc tai này là nó còn nguyên hết đây này. Đấy, ốc tai còn nguyên. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, còn nguyên về cái phần không đâm đụng, không va chạm nhé. Quý vị và bạn xem đấy là quý vị và bạn cũng đã yên tâm luôn là về những cái phần này là không bị đâm đụng rồi. Còn có bị ngập nước hay không thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiếp tục tìm hiểu về chiếc xe này. Đầu tiên mời quý vị và bạn xem về cái ốc chân máy. Đây là cái ốc chân máy đây quý vị và bạn nhé. Cái dấu đánh dấu của nhà sản xuất đây ạ. Đấy, cái mực đánh dấu này, sơn đánh dấu này, tất cả những các con ốc ở trên Honda. Riêng về những chiếc xe Honda thì đi xem xe thì rất là dễ quý vị và bạn ạ. Còn nguyên bản hay không chúng ta nhìn rất là dễ quý vị và bạn nhé. Những chiếc xe Honda thì đều ốc đều có dấu mực hết đây quý vị và bạn ạ. Đấy, gọi là ốc 7 màu, ốc của nhà sản xuất đấy ạ. Cứ mỗi một khâu người ta kiểm tra là người ta đều đánh dấu, đều có những cái dấu này vào. Đấy, khi lắp ráp xong một chiếc xe là nó trải qua rất là nhiều khâu kiểm tra. Mỗi một khâu người ta kiểm tra xong, người ta lại đánh dấu sơn lại từng những cái bộ phận, từng những cái chi tiết một, người ta đánh dấu hết lại đây quý vị bạn nhé. Cho nên là nếu như bị đâm đụng hay bị ngập nước là phải làm lại máy. Mà làm lại máy thì là những cái ốc này nó không còn zin. Đấy, nó còn zin và còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đây là cái cụm phanh ABS này. Đấy, còn nguyên bản đầy đủ hết. Riêng về cái khoang động cơ này thì chỉ mới thay mỗi cái ắc quy này thôi quý vị bạn ạ. Đấy, đây là cái ắc quy đã thay rồi. Ắc quy thì thay vừa mới thay năm 2020 đây quý vị bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Riêng về cái phần động cơ của Honda thì tôi chưa bao giờ tôi thể chê được. Có những chiếc xe từ đời 2000 mấy đến bây giờ cái động cơ cũng nó rất của nó cũng rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Có thể nói là động cơ này là nồi đồng cối đá luôn ạ. Động cơ 1.5 lít iVTEC, động cơ xăng đấy quý vị và bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và bạn, thấy nó đẹp như này đấy ạ. Đúng là dân Việt Nam mình thì lựa chọn cũng không bị nhầm đâu quý vị và bạn ạ. Phải nói là đây là chọn xe Honda, chọn xe Toyota, đấy là chọn cái sự bền bỉ, chọn cái sự kinh tế, chọn cái sự tiết kiệm đấy ạ. Đấy, người tiêu dùng bao giờ cũng là thông minh quý vị bạn ạ. Cho nên là quý vị và các bạn đi mua xe cũ hay là đi mua bất kỳ một cái sản phẩm nào cũng vậy, thì làm sao để mình là người tiêu dùng thông minh quý vị bạn nhé. Vậy chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 446 triệu đồng quý vị và bạn nhé. 446 triệu đồng cho một chiếc xe Honda City 2017, form của 2018 đấy ạ, model 2018 quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 3560 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.